Phải chăng giấc mộng làm Putin Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm đã bất thành? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường đến Hoa Kỳ để tham dự các hoạt động của Liên Hợp Quốc và sẽ thăm cấp nhà nước đến Cuba từ ngày 21 đến 27 tháng 9. Đây là chuyến đi Mỹ cũng như Cuba đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Lần đến Mỹ cuối cùng của ông Tô Lâm là vào năm 2019 trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Theo giới thạo tin, chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều sự thay đổi lớn so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Ông Tô Lâm không có chuyến viếng thăm chính thức nước Mỹ như mong muốn của ông trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam để khỏa lấp cho sự thất bại. Một biện minh được đưa ra là chưa đầy 50 ngày nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ chính thức bắt đầu, nên ông Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam cho rằng không cần thiết phải gặp ông Biden tại thời điểm hiện nay vì khả năng sẽ thay đổi Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong giai đoạn hiện nay, thế và lực của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã và đang suy giảm nhanh chóng, trong khi bộ phận giới chức tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức ép giáo diết hơn, cộng với sự dập toa của giới chức ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam đã khiến cho ông Tô Lâm và phe cánh thất bại trong một số kế hoạch lớn mang tính bản lề. Mới đây nhất là đề nghị sửa đổi điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư Tô Lâm đã bị Ban chấp hành Trung ương phủ quyết. Dù rằng kế hoạch sửa đổi điều lệ Đảng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trương trước khi qua đời. Đây là một thất bại được cho là hết sức trầm trọng của ông Tô Lâm và phe cánh trong điều kiện một bộ phận tướng lĩnh quân đội thuộc quyền Đại tướng Phan Văn Giang vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Tô Lâm. Mặc dù Tổng Bí thư Tô Lâm đương nhiên là Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng trên thực tế vẫn không kiểm soát và điều hành được toàn bộ quân đội. Cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho là đã áp dụng y chang cách thức của Tổng thống Nga Putin. Theo đó, sau khi nhận chuyển giao quyền lực từ ông Boris Yeltsin, ông Putin cũng sử dụng cách thức là lật hồ sơ, moi ra các sai phạm của những lãnh đạo trong bộ máy nhà nước muốn cạnh tranh với ông để mà loại bỏ họ. Khi còn là Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm đã nổi lên với vai trò là cánh tay phải, người thực thi các chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tin tưởng và giao quyền cho ông Tô Lâm làm trong sạch bộ máy của Đảng với kho dữ liệu tình báo và các hồ sơ bẩn của các lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã dành phần lớn thời gian cho việc dọn dẹp để mà tiếp quản chức Tổng Bí thư từ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm bước vào cuộc cạnh tranh giành quyền lực tối cao trong nội bộ của Đảng với một thứ duy nhất, đó là quyền kiểm soát Bộ Công an. Nguy hiểm hơn, ông nghĩ rằng ông đã kiểm soát được chính trường với quyền lực vô đối để có thể tự tung, tự tác. Trong khi một nhân vật chính trị lão luyện với kinh nghiệm hơn 13 năm làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi qua đời vẫn luôn phải dựa vào sự thuyết phục được phe quân đội. Khác với Putin, Tô Lâm quá vội vàng khi ông chưa nắm trọn quyền lực ở trong tay. Quyền lực Tô Lâm có được là dựa trên bạo lực của bộ máy công an, chứ không phải bằng sự thuyết phục, bằng uy tín của bản thân. Có thể nói, giấc mộng làm Putin của Việt Nam của ông Tô Lâm đã bất thành. Vì sao phải thu hồi triệt để tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng mới thành công? Truyền thông nhà nước đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre với các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và tội nhận hối lộ. Đây được đánh giá là một điểm sáng, đồng thời cũng là sự khác biệt cơ bản trong chính sách chống tham nhũng tiêu cực giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và người tiền nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng. Chống tham nhũng theo kiểu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dựa theo quy định các lãnh đạo từ cấp ủy viên trung ương trở lên nếu dính đến việc tham nhũng và bị phát hiện sẽ được phép chủ động làm đơn xin thôi chức, nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng thì sẽ được miễn xử lý hình sự và chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật trong nội bộ của Đảng. Đúng ra, ông Trọng phải chỉ đạo, phải xử lý đúng pháp luật, thậm chí phải truy tố hình sự và tịch thu tài sản để sung công, nhưng ông Trọng lại dùng phương châm đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại, hay chúng ta chẳng sung sướng gì khi kỷ luật đồng chí của mình. Thậm chí, chủ trương này còn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho nghị quyết hóa bằng chỉ thị số 20TB-BCT vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 để áp dụng rộng rãi trong nội bộ Đảng. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng chủ trương trên thực chất là chính sách khuyến khích lãnh đạo tham nhũng, ăn cắp của công từ tiền thuế của người dân. Việc cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ chỉ riêng trong vụ án Xuyên Việt Huê đã nhận hối lộ lên tới 600.000 đô la và nhiều tài sản đắt tiền khác trong hơn 4 năm từ khi làm chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Việt Tin Bang
và bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ đã nhiều lần nhận hối lộ, nhận quà từ bị can Mai Thị Hồng Hạnh. Riêng trong thời gian ông Thọ giữ chức bí thư Bến Tre, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã biếu cho bí thư Thọ 200.000 đô, 300 triệu đồng, một xe ô tô Mercedes S450 và gần 7 tỷ đồng, cũng như đồng hồ Patek Philippe và bộ gậy golf mạ vàng đắt tiền. Đổi lại, ông Thọ và các cán bộ ở Bộ Công Thương đã tạo điều kiện cho Xuyên Việt Uê gây thất thoát tới 1.463 tỷ đồng, là tài sản nhà nước và cũng là tài sản của nhân dân. Cùng vụ với bí thư Lê Đức Thọ, còn có hàng loạt các lãnh đạo khác như Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 đô, Vụ trưởng Trần Duy Đông nhận 250.000 đô, Vụ phó Nguyễn Ngọc Lộc Anh nhận hối lộ 4 lần, tổng cộng 921 triệu đồng, từ bị can Mai Thị Hồng Hạnh, bà chủ của Xuyên Việt Uê. Kết luận điều tra còn cho biết, khi công an khám xét nhà ông Lê Đức Thọ đã tạm thu giữ tới 97 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, và đang cho kiểm định, 134 sổ tiết kiệm tại các ngân hàng, 4 sổ đỏ, 1 xe Mercedes-Benz, 3 bộ gậy golf hiệu Homna, 10 đồng hồ đeo tay đắt tiền Patek Philippe có những chiếc giá trị gần 10 tỷ đồng, cùng một số tài sản trị giá khác. Ngoài ra, vẫn theo kết luận điều tra, còn nhiều tài sản khác có giá trị rất lớn, nhưng cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Công luận đặt ra về việc kê khai tài sản của bí thư Lê Đức Thọ đã được tiến hành như thế nào mà để sót nhiều tài sản đắt tiền đến như vậy. Theo giới thạo tin, bí thư Lê Đức Thọ bị xử lý kỷ luật vì các đồng chí của mình cáo giác có số dư hơn 3.000 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng và không giải trình cho được. Đó là chưa kể đến số cổ phần hay trái phiếu trị giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng nữa. Mục tiêu cao nhất của việc chống tham nhũng là thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, hối lộ của các quan chức, thì chống tham nhũng mới thực sự thành công. Đồng thời, việc xử lý tội phạm nhận hối lộ, tham nhũng cũng phải là theo quy định của pháp luật. Vì sao nhân sự tân chủ tịch nước là một trong ba nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 10? Vào ngày 18 tháng 9, Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 sẽ diễn ra sớm hơn thông lệ so với thời gian ngắn hơn dự kiến. Một trong ba nội dung quan trọng của hội nghị lần này là công tác nhân sự. Đáng chú ý, Trung ương Đảng lẽ ra sẽ giới thiệu chức danh chủ tịch nước để kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 phê chuẩn. Ngay sau khi kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15 kết thúc, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã đưa ra thông báo Quốc hội sẽ bầu lại chức danh chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới đây. Ông Tô Lâm hiện nay đang giữ hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Như vậy, việc Quốc hội sẽ bầu lại nhân sự chủ tịch nước cho thấy hệ thống chính trị của Việt Nam sẽ quay trở lại với bộ tứ quyền lực hàng đầu, với tên gọi là tứ trụ như trước đây. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự thất bại của ông Tô Lâm, cũng như phe cánh trong nỗ lực kiểm soát toàn diện bộ máy đảng, nhà nước, chính phủ, cũng như quốc hội. Việc phải bàn giao lại chức vụ chủ tịch nước là điều mà ông Tô Lâm dường như hoàn toàn không muốn. Một lần nữa, chức danh chủ tịch nước Việt Nam lại là chiếc ghế nóng có rớp, chưa ngồi nóng ghế đã sớm gãy là điều có thật. Trong vòng chưa đầy 2 năm, đã có 2 chủ tịch nước phải ra đi. Đây là điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm không tiếp tục kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước như tính toán ban đầu, đây là vấn đề đã từng có tiền lệ. Cuối năm 2018, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải kiêm nhiệm ghế Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa hai chức danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Trung Quốc. Nhưng ông Tô Lâm, khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, đã rốt ráo thâu tóm quyền lực trong bộ máy Đảng cũng như bộ máy nhà nước, thông qua việc loại bỏ các đối thủ đã là ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng Bí thư, bất kể là các nhân sự được cố Tổng Bí thư tín nhiệm hay không, hay đe dọa bắt bớ với các lãnh đạo cấp ủy viên Trung ương Đảng có thái độ không đồng tình. Điều đó đã khiến cho đông đảo tập thể Bộ Chính trị và Ban Bí thư càng có nỗ lực đòi hỏi phải duy trì nguyên tắc phân quyền trong tổ chức. Lý do là tránh để tập trung quyền lực quá lớn vào một cá nhân ông Tô Lâm, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng độc đoán, độc tài trong đảng, trái với tinh thần tập thể lãnh đạo. Vậy ai sẽ là người thay ông Tô Lâm trên cương vị chủ tịch nước này? Theo giới phân tích đánh giá, Đại tướng Lương Cường là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí này. Đồng thời, vị trí này sẽ là bước đệm để ông Lương Cường đua nhau tranh chức Tổng Bí thư với ông Tô Lâm tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Đáng chú ý, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư dù không còn phục vụ trong quân đội, nhưng vẫn được đánh giá là người đại diện cho lợi ích của phe quân đội trong Bộ Chính trị. Cụ thể, thành viên Bộ Chính trị hiện nay 15 ủy viên,
trong đó có 6 nhân sự xuất thân từ công an, trong khi chỉ có 3 nhân ủy viên xuất thân từ quân đội. Đây là điều đã khiến cho một bộ phận chiếm số đông trong giới chức tướng lĩnh quân đội hết sức không đồng lòng. Đây là giải pháp rút củi đáy nồi nhằm giải tỏa dư luận về sự lấn lướt quyền lực của ông Tô Lâm đã phá vỡ sự cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng phe quân đội có thể châm trước hay bỏ qua khi Tổng Bí thư Tô Lâm chịu lùi bước. Nhưng bà lãnh đạo Bắc Kinh chắc chắn sẽ không buông tha những kẻ cứng đầu như Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao nhân sự tân chủ tịch nước là một trong ba nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 10. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.